Như vậy là vòng bán kết VCS mùa xuân 2021 đã khép lại sau hai loạt trận BO5 căng thẳng trên lý thuyết nhưng lại một chiều trong thực tế. Đó là kết quả 1-3 của Cerberus trước Sài Gòn Buffalo và Gam hủy diệt Secret hoàn toàn với tỷ số 3-0 áp đảo. Nhìn vào diễn biến của cả hai trận đấu, chúng ta chỉ thấy đôi chút cân bằng trong kèo đấu Khuyển Vương và Trâu Đỏ. Nhưng rồi chênh lệch lớn nhất của hai đội tuyển này chính là vấn đề tâm lý. Trước tiên, chúng ta hãy nói về đoàn quân của Anji. Trong xuyên suốt 4 trận đấu với đối thủ, Cerberus không hề thua thiệt quá nhiều. Chỉ là trong mỗi pha giao tranh, họ lại thất thế một chút, dẫn đến quả cầu tuyết được lăn ngày một lớn. Những vấn đề tồn động của họ đến từ tất cả các thành viên trong đội hình, mà nguyên nhân lớn nhất phải kể đến Artemis, sát thủ này gần như bị choke hoàn toàn. Hình ảnh của một Artemis khát máu vòng bảng hoàn toàn biến mất, theo vào đó là vô vàn những pha xử lý mạo hiểm nhưng đều thất bại. Đường trên pool đã lộ rõ điểm yếu chỉ sử dụng tốt như bị tướng thạc, trong khi đó Hazmat bên phía bên kia đã là một đường trên có bề tướng rộng và thường hoàn thành tốt vai trò của mình. Đối đầu với Hazmat, pool gần như không hề có được một lợi thế nào. Đó cũng là một phần khó cho Cerberus trong cách chọn đội hình cũng như triển khai thế trận. Trong vai trò đi rừng, Su Hào lại không thể làm tốt hơn siêu tân binh Vinjay. Dù đã rất cố gắng, nhưng Su Hào chẳng thể có mặt trên khắp bản đồ để tạo dựng lợi thế cho những đồng đội. Và khi đã bị dồn vào thế chân tường, Cerberus đã có quyết định chiến thuật then chốt, đó là Tomigo vào sân trong bán đấu thứ tư. Những niềm hy vọng đến với CES, nhưng có lẽ khoảng thời gian phải nghỉ thi đấu quá dài đã khiến Eagle mất đi bản lĩnh vốn có của mình. Eagle không tạo được ra bất kỳ điểm nhấn nào với con bài Odia. Cuộc gặp gỡ giữa hai thần rừng VCS trong hai mùa gần nhất lại có phần thắng, hoàn toàn nghiêng về PNJ. Thậm chí ở cuối ván đấu, Eagle còn rơi trận dù trận đấu chưa chính thức kết thúc. Ngay sau đó, tuyển thủ này cũng bày tỏ sự thất vọng về bản thân trên Facebook. Có lẽ RG và Yuna đã sai trong canh bạc sử dụng Eagle. Yado vẫn duy trì được sự ổn định của mình tương tự trong các trận đấu vòng bảng, nhưng rồi với sự đột biến hoàn toàn trong lối chơi của Froggy, dường như Yado đã bị ngột. Anh không giành được bất kỳ lợi thế nào trước Froggy, trừ ván 2 khi mà Yado mang Zoe ra sử dụng. Đỉnh điểm là tại ván 4, với con bài Rise, Yado liên tục nằm xuống và hoàn toàn không có sát thương để trả lại đối thủ. Bộ đôi đường dưới của Cerberus đặc biệt không làm tốt trong trận bán kết này. Sự thay đổi nhân sự Ron OP ở 3 ván đấu cuối chỉ mang về một chiến thắng trong ván 2. Còn với Artemis, anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của VJ, Froggy, Taki và Hazmat. Cũng cần phải nói, việc Artemis không được chơi game một phần cũng xuất phát từ chính bản thân anh chàng này. Tiêu biểu là con bài Jinx gần như tỏ ra vô dụng. Huấn luyện viên Tinikun cũng đã có những phân tích về việc Artemis không biết chơi khẩu pháo nổi loạn. Còn ở ván 4, Kai'Sa của Hưng farm rất nhiều, trang bị cũng rất dồi dào, nhưng rồi lại chẳng bắn được ai. Đó chính là hậu quả của sự thiếu bài bản trong toàn đội. Cerberus qua từng mùa giải đều có sự tiến bộ, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ. Nếu như năm ngoái Khuyển Vương bắt đầu hụt hơi từ 6 trận toàn thắng, thì mùa xuân năm nay họ đã cố gắng duy trì đến vòng đấu cuối cùng. Mỗi khi CES bước vào vòng BO5, chẳng ai có thể an tâm về họ, vì gần như những sự chuẩn bị của họ đều tan vỡ trước các đối thủ, hoặc là đối thủ luôn biết cách tìm ra điểm yếu của CES. Bao mùa đã qua, người ta luôn kỳ vọng Cerberus làm nên chuyện, nhưng rồi cái dớp ấy chẳng được phá bỏ. Sự trưởng thành của Cerberus là điều cần thiết, nhưng cần thời gian bao lâu cho sự trưởng thành thì họ không nói. Còn với Secret, họ lại hoàn toàn khác. Từ chỗ là một ứng cử viên hàng đầu cho cuộc vô địch khi công bố line up chính thức mùa giải mới, ở mật giáo đã phải rất chật vật mới có thể tiến vào vòng playoff. Có thể nói vào được top 4 là may mắn với họ khi mà SPTC đã hết lòng giúp sức bằng những thất bại liên tiếp. Secret là đội duy nhất đánh bại Gam ở vòng bảng mà còn là tỷ số 2-0, nhưng rồi tại trận lượt về họ đã bị Gam nghiền nát toàn diện. Việc Gam chọn Secret làm đối thủ ở trận bán kết cũng có rất nhiều lý do. Đầu tiên, Secret là đội có phong độ tệ hơn so với Cerberus. Việc chọn ẩn mật giáo chính là sự lựa chọn an toàn. Thứ hai, chính là nội tại ẩn. Có thể nói Secret là đội cực kỳ kỳ giờ với Gam. Những lần chạm trán nhau trước đây, họ đều tan vỡ nhanh chóng. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ pha xử lý ước gì được chọn của gánh xiết. Đi kèm theo đó là hàng loạt lời lẽ trash talk kinh điển. Nhưng rồi, kết quả chỉ có một, đó là thảm bại. Nhìn lại 3 ván đấu đã qua tại bán kết, chúng ta thấy rõ ràng ở mật giáo đã thua ngay từ khâu cắm chọn. Việc Hope non tay hơn so với đối thủ chính là một phần của nguyên nhân thất bại. Cold luôn thua thiệt với Kiaya trong mọi kèo đấu, đặc biệt là con Jace của Cold thật sự khác biệt với Jace của Nuguri hay The Shy. Áp lực dành cho Renekton của Kiaya hoàn toàn không có, thay vào đó là những pha solo kill liên tục được chiến thần dành tặng cho đối phương. Hoàng tử trộm cắp DNK đã làm đúng với những dự đoán của giới chuyên môn về một trận đấu tàn hình. Chênh lệch 2-3 cấp độ là điều quá đối quen thuộc trong xuyên suốt 3 ván đấu. Đặc biệt, đối thủ của DNK lại có những pha combo cực kỳ hoàn hảo,
chỉ bằng một nút R của Carthus. Thua thiệt quá nhiều ở vị trí jungle đã dẫn đến việc hậu quả là Khải không thể gank bất kỳ lane nào. Có khi anh còn khiến đồng đội vì bảo vệ mình mà phải nằm lại một cách đầy tức tưởi. Những thua thiệt tương tự xảy ra trên cả Artifact, Slayer và CBL. Trong một ngày Slayer bị chăm sóc kỹ, siêu sao thủ một thời của VCS đã chẳng thể làm nên chuyện. Sự thiếu ăn ý trong phối hợp đã làm nên một giai đoạn đi đường thất thế cho đường dưới Secret. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Star và Pierre làm cực kỳ tốt vai trò của mình, kim tỏa hoàn toàn ngồi nổ chủ lực của ẩn mật giáo. Thất bại toàn diện của Secret là cái kết cuối cùng cho một mùa giải chật vật và vất vả, bởi việc tranh 3-4 chung cuộc vào lúc này đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Đó là sự tụt dốc không phanh của toàn đội, là sự kết hợp chệch choạc giữa các thành viên mới và cũ, và còn là sự yếu kém của ban huấn luyện. Với kết quả hiện tại, dù họ có thắng Cerberus trong trận đấu cuối cùng của đội hay không, thì đây cũng là kết quả thảm hại với đội tuyển, luôn được đánh giá là thế lực lớn. Sự chênh lệch của Secret so với GAM là khoảng cách quá xa, và để cân bằng được khoảng cách này là điều không hề dễ. Có lẽ những tham vọng của tổ chức này về chức vô địch VCS ít nhất phải đợi đến giai đoạn mùa hè, và sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự của Secret là điều bắt buộc.